Ui, thằng khuyết tật kia mà viết tay trái á. Này cút cụt ơi, hồi tớ viết bài mới. Tay quá. Ôi dồi ôi, tớ đã cùng một tay rồi, cậu mà tớ viết bài đi. Tớ cũng hai tay tớ hộ cậu rồi. Cậu khó khăn lắm. Bạn ấy phải tập mãi mới được tay trái làm sao mà mình biết được cho người hai tay. Có đầy đủ tay thì viết đi chứ. Nhưng mà tớ mỏi tay lắm. Hai giờ đi học rồi. Thôi lấy quả táo cho cặp tí lớp ăn. Trôi vào cặp. Thôi đi học. Chào bạn nhé. Chào cậu nhá. Bạn cũng học ở cái trường này à? Tớ xin giới thiệu, tớ tên là Cún nhá, còn bạn tên gì ấy? Tớ tên là Tùng Đại Ca. Cái gì? Tớ tên là Cún á. Sao trông cậu khuyết tật thế? Mà cái trường mình lúc này mà trúng tuyển người khuyết tật á. Thế thì gọi cậu là Cún Cụt cho nó dễ phân biệt nhá. Cún Cún Cụt hay là Cún gì cũng phải theo nguyên tắc ở đây. Có đồ ăn gì ăn phải lang đây. Vậy có gì ăn đua đây. Chào nhiều. Thời gian. Rồi, sáng tớ đi học tớ cùng cầm quả táo cho trường tớ ăn đây. Ôi, lề mề quá. Đấy, đợi táo tớ to lắm đây. Được đấy. Ôi, có đồ ăn là cũng được rồi đấy. Thôi đi vào lớp đi. Mà khuyết tật này có học được đâu ấy. Tớ học được bao nhiêu thì được bằng đấy. Tớ cũng thích học mà. Này Hằng ơi, cậu tớ chép bài mày. Cậu có hai bàn tay mà, sao lại phải nhờ tớ chép? Bàn tay tớ bận rồi, nên tớ không cần bút này. Cậu đợi tớ chép bài nhé. Cậu đừng có giả vờ giả vịt, tớ không chép bài cho cậu đâu. Đây, bút chép bài đâu? Này. Tớ không phải chép bài của tớ ấy, cậu. Đấy, cậu viết bài được mà. Ý, nhầm lớp rồi cậu ơi. Không phải, cậu đã bỏ tớ vào lớp A2 mà. Làm gì nhận lên một tay. Cậu đừng nói thế. Cô hôm nay cô giáo cô bảo là có bạn học sinh mới đúng rồi đấy. Đấy chưa. Không có người khuyết tật. Cậu đi ra bàn khác cậu ngồi đi. Đi ra đi. Cậu sang bên đây ngồi với tớ cũng được. Cho bạn Tùng bạn ấy ngồi ở góc ngoài này. Đi sang đây ngồi với tớ. Sao cậu vẫn cho bạn ấy ngồi đây? Ui giời, xấu hết cả đội hình rồi. Thế cậu tên là gì ấy? Cún cụt. Bạn tên là Cún Cụt cậu ạ. Bạn tên là Cún Cụt. Ủa sao cậu không để nói bạn như vậy? Thì bạn ấy tên là Cún nhá. Bạn ấy còn bị mất một tay thì gọi bạn là Cún Cụt. Cún Cụt. Thôi cậu đừng nói bạn như thế nữa. Thôi học bài đi. Cậu lấy sách vở ra học đi. Mà chép bài nhanh lên đi, cậu cũng ngồi đó mà nghịch. Ui giời, nhìn cái vết cái tay trái ngớ hết cả mắt. Ngớ mắt quá. Cậu bị làm sao đấy? Cậu ngứa mắt thì gãi đi chứ có tay để làm gì? Đúng rồi. Ui, thằng khuyết tật kia mà viết tay trái á. Này Cún Cụt ơi, hồi tớ viết bài mới. Tay quá. Ôi dồi ôi, tớ đã cùng một tay rồi, cậu mà tớ viết bài đi. Tớ cũng hai tay tớ hộ cậu rồi. Cậu khó khăn lắm. Bạn ấy phải tập mãi mới được tay trái làm sao mà viết được cho người hai tay. Có đầy đủ tay thì viết đi chứ. Nhưng mà tớ mỏi tay lắm. Hết giờ rồi, đi về. Đi về đây. Này Cún ơi, sao cậu vẫn chưa về? Bây giờ rồi. Tớ viết chậm chưa xong cậu ạ, tớ viết nốt. Nhưng mà cô giáo không giảng nữa rồi. Này thôi, tớ cho cậu mượn vở để cậu chép đấy. Ui, thật á? Ui, được thế còn gì bằng. Cậu để tớ chép nhá. Mà này Cún này. Hả? Thế từ ngày mai tớ sẽ giúp cậu chép bài nhá. Nếu mà tớ chép nhanh xong thì tớ sẽ giúp cậu chép bài. Ui, thật á cậu? Ui, xuống quá. Thôi về cậu nhờ. Tớ chép xong rồi cậu ạ. Tùng ơi, làm sao đây? Sao cậu khóc đấy? Đó là Tào đại ca ở trường bên kia, chấn mất dép rồi. Ui, cậu đừng khóc nữa. Đây, tớ cũng có đôi dép trong cặp này cậu ạ. Tớ mở nhá. Đây, tớ mở được rồi cậu ạ. Đây cậu ạ. Tớ mở. Ui, chứ mới thế. Đây, cậu đeo đi. Đấy, dép cậu đeo dép đẹp vào nhá. Sao cậu tốt thế Cún Cún? Sao cậu tốt thế bạn Cún? Tớ bây giờ xấu đâu, đó là đồng tôn. Đấy nhá Tùng nhá, cậu bỏ ngay cái tính coi thường người khác đi. Bạn Cún tuy bạn bị khuyết tật nhưng mà bạn có một tấm lòng rất là tốt bụng đấy.
Với cả là mình còn phải biết giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình chứ. Những người khó khăn hơn thì mình phải giúp đỡ chứ. Cậu phải xin lỗi bạn ấy đi. Thế tớ xin lỗi bạn cún cụt nhá. À nhầm, xin lỗi bạn cún nhá. Xin lỗi cậu nhá. Lần sau tớ sẽ không bao giờ quay thường những người khuyết tật và những người gặp khó khăn nữa. Đúng rồi. Từ bây giờ tớ với cậu làm bạn nhá. Đi. Thôi bọn mình đi về thôi. Đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.